không phải Triệu Lộ Tư hay Trương Tịnh Nghi, đây mới là tiểu hoa tài sắc vẹn toàn nhất lứa 95. Một cuộc bình chọn và thảo luận, ai sở hữu kỹ năng diễn xuất và ngoại hình tốt nhất trong lứa tiểu hoa 95 trên diễn đàn Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Đa phần khi nhắc tới những tiểu hoa thuộc lứa 95, dân tình thường có ấn tượng sâu sắc với một số diễn viên đứng top đầu như Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân bởi họ có tác phẩm nổi bật, thoát vòng, trong khi đó Trương Tịnh Nghi, Châu Dã hay Tống Tổ Nhi lại có phần lép vế hơn nếu so với mặt lưu lượng. Tuy nhiên, kết quả cuộc bình chọn này đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ khi Tống Tổ Nhi lại vượt qua được những đồng nghiệp cùng lứa khác để giành được ngôi đầu bảng với lượt bình chọn cao nhất. Dù ngạc nhiên, nhưng đa phần netizen đều cho rằng đây là sự lựa chọn hợp lý. Ở Tống Tổ Nhi, hội tụ đầy đủ cả hai yếu tố là nhan sắc và thực lực. Đáng tiếc là cô vẫn chưa tìm được một kịch bản đủ chất lượng và hấp dẫn để nâng cao danh tiếng của bản thân. Theo sau Tống Tổ Nhi là Trương Tịnh Nghi và Điền Hi Vi, lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và 3. Trương Tịnh Nghi thời gian này đang nhận được khá nhiều quan tâm từ công chúng sau dự án phim Trước Bật Lửa và Vái Công Chúa. Bên cạnh đó, cũng nhờ Trần Khôn và Châu Tấn nâng đỡ hết mình mà nữ diễn viên được hưởng tài nguyên vô cùng ngon nghè, có thể nói là tốt nhất lứa 95. Cũng trong cuộc bình chọn, cả Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân đều lọt vào top 10, nhưng thứ hạng lại tương đối thấp. Ngôi sao Thương Lan Quyết thậm chí còn suýt đội sổ nếu không có sự xuất hiện của Dương Siêu Việt. Thực tế, diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân đều không được đánh giá cao. Bản thân hai ngôi sao trước khi ghi điểm và tẩy trắng thành công nhờ Tinh Hán Sán Lạn và Thương Lan Quyết đã từng bị dân tình chê bai vô cùng nhiều vì diễn xuất một màu, gồng và thiếu cảm xúc. Chưa lên sóng, phim mới của Cúc Tịnh Y đã nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Mới đây, Hoa Nhung đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước và nhiều nguồn tin nói bộ phim này cũng sắp lên sóng. Hiện tại, Hoa Nhung nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía khán giả và cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh. Tuy nhiên, bộ phim hợp tác giữa Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần có những ưu điểm cùng nhược điểm rất rõ ràng, đồng thời còn nhận phải hàng loạt bình luận trái chiều. Có nội dung ấn tượng và dàn diễn viên đẹp mắt, Hoa Nhung chuyển thể từ bộ truyện Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành, kể về câu chuyện tình ba kiếp của Ngụy Chi do Cúc Tịnh Y đóng và Viêm Việt do Quách Tuấn Thần thủ vai. Ngụy Chi vốn là phượng hoàng đầu tiên của thiên địa, nhưng bị phong ấn, người yêu chối bỏ hôn ước, người nhà tính kế, số phận cô thật sự rất trớ trêu. Chuyển thế xuống nhân gian, Ngụy Chi đã gặp được Viêm Việt, con trai của thiên đế đang phong ấn ký ức để lịch kiếp. Câu chuyện tình giữa họ cũng vì thế mà bắt đầu. Sự giúp đỡ và bảo vệ của Viêm Việt đã khiến cho Ngụy Chi động lòng, nhưng cuối cùng cô lại phát hiện bản thân hóa ra chỉ đang bị người kia lợi dụng. Giống như nhiều bộ tiên hiệp khác, Hoa Nhung cũng có sự ngược điển hình mà còn ngược đến thê lương. Những ân oán thù hận và hiểu lầm khiến Ngụy Chi và Viêm Việt đứng ở thế đối lập. Một tình yêu tuyệt vọng cũng là một cuộc chiến sinh tử không có hồi kết. Ngoài câu chuyện ngược tâm dữ dội thì Hoa Nhung còn được chú ý nhờ dàn diễn viên đẹp mắt, đặc biệt là bộ đôi chính Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần. Cúc Tịnh Y nổi tiếng với danh mỹ nữ 4.000 năm, cô sở hữu vẻ đẹp rất cuốn hút và được nhiều khán giả khen ngợi là tiên nữ. Tham gia Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y lại tiếp tục khiến cho khán giả phải trầm trồ trước nhan sắc đỉnh cao của mình, cộng thêm tạo hình bắt mắt càng làm cho cô ấy thêm nổi bật trên màn ảnh. Được chú ý từ Thái Tử Phi thăng chức ký, dù sự nghiệp sau đó của Quách Tuấn Thần phát triển khá bình lặng, nhưng anh lại nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. So với thời Thái Tử Phi thăng chức ký, thì Quách Tuấn Thần giờ trưởng thành và ngoại hình đã lên đến một tầm cao mới. Tranh cãi trước diễn xuất và phản ứng hóa học của Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y rất xinh đẹp, nhất là trong những phim cổ trang, và điều này khó mà có thể phủ nhận được. Nhưng điều đáng nói ở đây cũng là vấn đề mà khán giả băn khoăn nhiều nhất, chính là diễn xuất của Cúc Tịnh Y. Nàng mỹ nữ 4.000 năm có diễn xuất không tốt, thêm vào đó, cô luôn bị đặt dấu hỏi về sự kính nghiệp, cảnh quay nào cũng phải đẹp, còn phải đẹp bất chấp, mà tạo hình thì có phần diêm dúa loè loẹt, từ phim này qua phim khác, khiến người xem cảm thấy ngán ngẩm. Một điều nữa ở Cúc Tịnh Y, chính là khả năng tạo phản ứng hóa học với bạn diễn của cô ấy rất kém. Xem phim của nữ diễn viên 9X này, khán giả có cảm giác cô ấy và nam chính chẳng liên quan gì đến nhau, mỗi người tự diễn, không có sự tương tác, chứ đừng nói đến phản ứng hóa học. Mà đối với những bộ phim thần tượng như Hoa Nhung, phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính có vai trò rất quan trọng, ngay cả khi diễn kém, nhưng tạo ra cảm giác couple thì vẫn có thể thu hút được sự chú ý của khán giả. Không chỉ sống cùng nhà, Tiêu Chiến và Dương Tử còn bị bắt quả tang dùng chung xe của nhau.
Sau lần hợp tác chung trong dự án phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, cũng như 2 năm liên tiếp, trở thành Kinh và Quyên tại đêm hội Weibo, Tin Đồn Tiêu Chiến và Dương Tử Hẹn Hò, phim Giả Tình Thật, thậm chí Nghi Vấn Hai Người Sống Chung Một Nhà, thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Lần gần đây nhất, netizen lại vô tình phát hiện, cả Dương Tử và Tiêu Chiến đều dùng chung một chiếc xe khi đi làm. Sự việc này đã khiến cả cộng đồng mạng gần như bùng nổ, đứng ngồi không yên. Trong khi đó, phản ứng của fan couple Chiến Tử có thể nói là đặc sắc và thú vị nhất. Được biết, đây chính là chiếc xe đã đưa đón Tiêu Chiến khi anh ở đoàn phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Ngọc Cốt Giao và Nắng Gắt Bên Tôi. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, dân tình mới phát hiện ra đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Chiếc xe được cho là cả Dương Tử và Tiêu Chiến cùng sử dụng là xe đi thuê, không phải xe cá nhân. Trước đó, nam diễn viên Khánh Dư Niên là Trương Nhược Quân cũng đã từng thuê chiếc xe này. Lại nói thêm về nghi vấn Tiêu Chiến sống chung nhà với Dương Tử, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc khăn trải bàn mà bộ đôi này dùng đều có chất liệu, họa tiết, ngay cả vị trí vết ố vàng cũng giống y xì đúc, đã làm công chúng nảy sinh ngờ vực. Bản thân Dương Tử trong quá khứ từng lên tiếng thanh minh về tin đồn tình cảm với Tiêu Chiến, mong mọi người đủ tỉnh táo để phân biệt được rõ ràng giữa đời thực và phim ảnh, tránh làm ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của nghệ sĩ. Song, hiển nhiên lời nhắn gửi đó của Dương Tử dường như không nhằm nhò gì giữa muôn vàn hình hẹn hò cùng tinh thần chèo thuyền bất chấp của fan couple Chiến Tử. Sau scandal lăn giường, Trần Vi Vũ tiếp tục nhận chỉ trích dữ dội vì phát ngôn thiếu cẩn trọng. Khi đang là mỹ nam hàng đầu showbiz, nhờ thành công của Chiếc Bật Lửa và Vái Công Chúa, Trần Vi Vũ bỗng vướng vào bê bối giường chiếu, hình tượng chàng nam thần học đường Lý Tuân trong mắt khán giả vì thế mà sụp đổ. Sau khi sóng gió qua đi, Trần Vi Vũ mong muốn lấy lại danh tiếng, nhiều bộ phim điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em, hợp tác cùng Châu Dã. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên trẻ tiếp tục nhận về nhiều chỉ trích, mỉa mai vì phát ngôn của mình. Theo đó, trong buổi họp báo mới nhất của bộ phim Đếm Ngược Để Nói Yêu Em, Trần Vi Vũ đã chia sẻ rằng may mắn là một khái niệm trừu tượng, không thể nào kiểm soát được. Với tư cách là một diễn viên, quan trọng nhất là làm tốt công việc của mình, nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực nghề nghiệp của bản thân, giúp bản thân có sự tiến cao. Trước phát ngôn này, nhiều cư dân mạng có thái độ mỉa mai với anh chàng. Nguyên do là bởi netizen cho rằng xuất phát điểm của Trần Phi Vũ tốt hơn rất nhiều người, vốn dĩ anh đã may mắn hơn nhiều cá nhân khác. Bình luận của cư dân mạng nói được câu này bảo sao trở lại sớm vậy là đúng rồi. Bà là Trần Khải Ca, mẹ là Trần Hồng, bạn còn đòi may mắn gì nữa? Ý bạn là may mắn là có người bố xịn hả? Da mặt dày ghê, giờ cứ nhìn là lại nhớ tấm ảnh nằm ngủ hồi đó. Nhiều bạn mất ký ức nhanh vậy, vào khen như đúng rồi. Theo những thông tin đưa ra trước đó, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Vi Vũ và Châu Dã đóng chính đã xác nhận sẽ ra rạp vào ngày 28 tháng 4 này, có dàn diễn viên đẹp đôi, cốt truyện thu hút. Nhiều khán giả đã rất mong đợi vào bộ phim này. Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư bị mỉa mai diễn xuất kiểu Hàn Quốc. Mới đây, cư dân mạng đã thảo luận về chủ đề diễn xuất kiểu Hàn Quốc của các sao nữ Hoa ngữ. Trong đó, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư. Cư dân mạng cho rằng khẩu hình miệng của cả hai người đẹp này đều dùng quá nhiều lực, học theo cách đọc thoại của Hàn Quốc. Điều này khiến khán giả khi xem phim cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù đang ở cao trào, thời gian gần đây, Bạch Lộc đang gây chú ý khi vào vai nữ chính trong dự án Tiên Hiệp Trường Nguyệt Tẫn Minh. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, nàng gà cưng Vu Chính lại dần đánh mất thiện cảm của khán giả. Không chỉ có thiết lập nhân vật, diễn xuất của Bạch Lộc cũng bị chê kém xa thời đóng Châu Sinh Nghiệp Cố. Ở những phân đoạn cao trào, khẩu hình miệng quá lố khiến nàng Tiểu Hoa không được đánh giá cao. Đâu chỉ ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, trước đó khi đóng Chiêu Diêu, Bạch Lộc cũng gặp vấn đề tương tự. Trường hợp của Triệu Lộ Tư cũng được nhận xét là tương tự Bạch Lộc, không chỉ có khẩu hình miệng dùng quá nhiều lực, nữ chính tinh hán sán lạn còn gây ám ảnh với lối diễn xuất trợn mắt ở mọi phim. So với Bạch Lộc, diễn xuất của Triệu Lộ Tư bị đánh giá là kém hơn trong cả cổ trang lẫn hiện đại. Nhiều cư dân mạng cho rằng không chỉ riêng Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư, hầu hết các diễn viên không qua trường lớp đều gặp vấn đề này. Họ không chú ý khống chế ngũ quan, khẩu hình miệng cũng không kiểm soát tốt. Vấn đề này nếu không được sửa ngay, lâu dần sẽ trở thành thói quen khó bỏ. Thay vì liên tục vào đoàn phim mới, có ý kiến cho rằng những sao nữ như Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư nên học thêm về diễn xuất. Việc xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh với lối diễn xuất kiểu Hàn Quốc sẽ dễ đánh mất thiện cảm từ công chúng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.